Nhận được thông tin về trường hợp có một công dân thường trú tại khối 1A thị trấn sau khi xét nghiệm tại thành phố Vinh có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay ngày 15 tháng 10, Ban Chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch huyện đã tiến hành họp để triển khai các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch huyện chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí trong Thường trực huyện ủy. Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 14 tháng 10, bệnh nhân có biểu hiện đau hạ sườn phải, được con trai chở xuống Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông làm test nhanh để lấy kết quả đi khám Bệnh viện Đông y tỉnh. Kết quả là dương tính, bệnh viện giữ lại ở phòng cách ly tại bệnh viện và cho lấy mẫu PCR. Ngày 15 tháng 10, tầm khoảng 5 giờ, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được di chuyển đến bệnh viện dã chiến để điều trị. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân sau khi xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân cho thấy, từ 6 giờ ngày 1 tháng 10 đến 14 giờ ngày 7 tháng 10, bệnh nhân có điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, khoa tim mạch lão khoa, lúc nhập viện được lấy mẫu test nhanh âm tính. Trong quá trình ở bệnh viện, chỉ có vợ tiếp xúc gần. Sáng ngày 8 tháng 10, ở nhà riêng tại khối 1A thị trấn, chỉ tiếp xúc với vợ. Chiều ngày 8 tháng 10, đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Ủy ban Nhân dân thị trấn. Ngày 11 tháng 10, bệnh nhân được con trai chở từ khối 1A thị trấn xuống nhà tại khối 5 phường Quán Bầu. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, bệnh nhân ở nhà với vợ, con trai và con dâu. Trong thời gian này, bệnh nhân không đi đâu và cũng không có ai đến thăm. Nhận định đây là trường hợp có lịch trình phức tạp vì chưa rõ nguồn lây. Bệnh nhân khai báo còn chưa đầy đủ thông tin. Tại cuộc họp, các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn, bệnh viện, trung tâm y tế, công an huyện đã cùng thảo luận, bàn bạc để đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh huyện và các thành viên Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch huyện và các đơn vị liên quan cần vào cuộc khẩn trương quyết liệt, xử lý các tình huống một cách khoa học, theo đúng với kịch bản đã đưa ra. Công an huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện điều tra truy vết kịp thời để có sơ đồ dịch tễ chi tiết của bệnh nhân. Truy vết thần tốc, tiến hành cách ly hẹp, xét nghiệm, tầm soát rộng nhằm tránh để lọt F0 ra cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nhân dân thị trấn. Các trang thông tin chính thống của huyện cần đưa tin kịp thời để người dân nắm rõ, nâng cao cảnh giác, tổng rà soát lại các công dân từ miền Nam về cách ly trên địa bàn huyện, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tại các khu cách ly. Từ chiều nay sẽ tạm dừng việc dạy học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn. Đối với trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1 và Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân sẽ dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Toàn thị trấn sẽ chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giống như chỉ thị 15. Đối với khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện, khối 1A, 4A, Ủy ban Nhân dân thị trấn áp dụng các biện pháp tương đương chỉ thị 16.